Đấy, hẻm 70 nè. À, không biết nhà của cô chú anh chị là nhà nào ha. À, chúng ta đi vào một phòng. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Cao Đạt, và đi thẳng theo hướng camera chúng ta sẽ đến chợ Cao Đạt và đường Nguyễn Biểu, cầu Chữ Y. Và chúng ta nhìn lại cung đường Cao Đạt ngày hôm nay, mình nhìn thấy một cái hình ảnh rất là rõ đẹp sáng. Và hiện tại Sài Gòn rất là nắng, bây giờ là gần 1 giờ chiều. Và hôm nay một cái buổi trưa rảnh rỗi, mời bà con mình chúng ta cùng dạo quanh cung đường Cao Đạt, Trần Bình Trọng để đi tham quan một cái con hẻm, đó là hẻm số 70. Chúng ta đứng đây là trước mặt chúng ta đó là hẻm 235, đi vô chợ Cao Đạt, chung cư nhà trái. Chúng ta đi hướng này là đi đến đường Trần Bình Trọng và cuối đường là chung cư Phúc Thịnh. Rồi chúng ta cùng đi ha. Buổi trưa nay thì hình ảnh nó sẽ rất là rõ này, mây trời. Bữa nay Sài Gòn rất là đẹp, nắng. Tuy nắng một chút nhưng mà hình ảnh nó đẹp rõ. Đó, đây là giao lộ Trần Bình Trọng và Cao Đạt. Nếu mình quẹo trái thì sẽ đi ra bến Hàm Tử. Và nơi đây có hủ tiếu Chú Cao, bánh mì Bạch Hổ, ngay giao lộ luôn nè. Và đây là chung cư cuối đường. Cung đường này chúng ta cũng rất là quen thuộc rồi. Ngay đoạn đầu đường này có một cái nhà rất là xưa nè. Nhà này là nhà rất là mát. Hồi xưa thì bán cà phê đó, nhưng bây giờ thì đã dẹp rồi. Và hẻm số 70 nằm bên tay phải, chúng ta đi tới một tí nữa. Và đối diện hẻm là cái shop tiện lợi Family, và một dãy nhà, dãy nhà rất là cổ, để nhà xưa. Ủa phải em nữa chứ sao? Sao mua dao ở đâu? Sao mua trên kia đi, em vô hẻm này. Và hôm nay có người chị, làm chung. Hẻm 70 nè. Không biết nhà của cô chú anh chị là nhà nào ha. Chúng ta đi vào một phòng. Những cái cô bán trái cây nhà trong đây luôn á. Cô bán trái cây ở đầu hẻm, ở đầu đường đó. Đó, nhìn thấy nhà cây mận hả? Nhà rộng ha. Không ngờ trong hẻm này mát dữ vậy chứ. Nhà này cũng trồng cây quá trời luôn nè. Không có nói số nhưng mà đi vô hẻm mình chơi thôi. Nhà cô bán trái cây đây ha. Nhà cô bán trái cây đây hả? Ngày nào cũng dọn cho chị cô đó ha. Ủa gì sao mua vô ở đâu? Đi cho nắng. Qua hẻm này là hẻm đường Cao Đạt rồi. Hẻm này hẻm 204 Cao Đạt à.
Mày cho mua đậu hũ đi. Đó, chúng ta đi lòn lòn trong con hẻm này nè. Không biết nhà của cô chú anh chị là nhà nào ha? Đó, đây là hẻm 1204 rồi. À, thẳng hẻm này có một ngôi chùa. Và đến hẻm 30 căn luôn đó. À, đường này là chúng ta ra Cao Đạt nè. Và buổi trưa nay mình đi lòn lòn trong cái hẻm này. À, lòng vòng. À, sẵn mình thăm bà con sớm làng luôn. À. Và chúng ta sẽ quẹo trái ra cái hẻm. Hình như cái hẻm cũng thông ra Trần Bình Trọng luôn á. Hẻm này là hẻm 204/15 Cao Đạt, số cũ là 86 Trần Bình Trọng. Hẻm này hẻm 86 Trần Bình Trọng nè. Rồi chúng ta quẹo phải nha. Mình sẽ đi dạo một vòng ở đây rồi đến nhà thờ. Đến nhà thờ Chợ Quán. Buổi trưa trong hẻm rất là mát. Đó, hẻm là hẻm 86 đường Bình Trọng nè. À, một chút hình ảnh của xóm làng, hàng xóm ở khu đường khu hẻm 70/86 đường Bình Trọng gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Biết đâu trong những hình ảnh này các cô chú anh chị khác lại thấy được những ngôi nhà của mình, những cái hàng xóm của mình ngày xưa, sau những rất là nhiều năm chúng ta có dịp nhìn lại. Và đầu hẻm 86 này có một cái quán phở Hà Nội, phở bên tay trái là nhà rất là lớn, cái nhà này mới chú này mới mua lại nè. Mình nhìn lại cái cung đường lúc nãy nè. Cái hẻm 70 nằm bên tay trái đó. Ngay đây là có cái ủy ban phường. Ủy ban phường 1. Phường 1, phường 5. Và một dãy nhà rất là xưa. Kế bên đó có trường cao đẳng. Cao đẳng kinh tế. Trường cao đẳng ở đây nè. Rồi ta đi thẳng hướng này mình sẽ lên nhà thờ Chợ Quán. Tuy là nắng nhưng mà buổi trưa này đi cái vỉa hè này, cây che bóng mát, rất là thoải mái. À, ở đây có mở cái shop tiện lợi xe cục khay nè, mới mở đó. Bây giờ ở Sài Gòn những cái shop tiện lợi này rất là nhiều, nó rất là thuận tiện. Mua những cái linh tinh, những cái văn phòng phẩm giống như tiệm tạp hóa ngày xưa vậy đó. Một hình thức hiện đại của tiệm tạp hóa, phiên bản mới của tiệm tạp hóa ngày xưa. Và những ngôi chợ của ngày xưa theo kiểu truyền thống thì bây giờ sắp chuyển sang một cái loại hình khác, đó là siêu thị. Đây chúng ta thấy đó, hẻm 110. Nếu ngày xưa cô chú anh chị đã từng ở khu vực này chắc là
xe buýt hẻm này, hẻm 110 Trần Bình Trọng. Lấy xe ba bánh, xe ba bánh của ngày xưa chở khách, thì bây giờ xe ba bánh này chỉ chở hàng hóa thôi, và đặc biệt chỉ để chở sào bần. Sào bần là những cái gọi là gạch, cát, đá của những ngôi nhà cũ họ xây mới lên, thì những cái gạch đá cát cũ đó sẽ được chở đi, và cái đó gọi là sào bần. Sào bần một cái từ rất là xưa luôn. Tôi thấy bên kia là giao lộ Trần Bình Trọng và Trần Hưng Đạo. Theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đến chợ Hòa Bình, một cung đường cũng rất là mát mẻ, với hàng cây dầu rất là lớn. Và bên kia đó là cái nhà mồ của ông Trương Vĩnh Ký, Petruski ngày xưa đó. Chúng ta đã cùng đi một vòng đến nhà thờ chợ Quán, nơi đó có trường Chí Thiện năm xưa. Và phía sau trường Chí Thiện là trường Thánh Linh, bây giờ là trường Ba Đình đó. Và ở đây có Thế Giới Di Động, một hệ thống cửa hàng bán điện thoại di động rất là lớn ở Việt Nam, một thương hiệu rất là nổi tiếng, đứng đầu trong ngành điện thoại luôn đó. Như cái nhà đỏ đỏ này và Ủy ban phường cũng là nơi gắn liền kỷ niệm của cô chú anh chị, đặc biệt trong đó có anh Dixon Hoàng. Nếu anh có xem video này cho em xin cái comment nha. Với những cung đường này có lẽ rất là quen thuộc đối với những cô chú anh chị đã từng xem, và thông qua đây thì cũng mời bà con mình cùng xem lại, biết đâu trong những hình ảnh này bà con lại gặp được những cái ký ức của chúng ta ngày xưa, khi mà mình còn ở khu vực này, và đâu đó có đôi ba lần mình cũng đi đi lễ ở nhà thờ này. Và ngày hôm nay những cái buổi đi dạo một vòng thể theo cầu của các cô chú anh chị, thì chúng ta cùng đi lang thang nhé. Cái hành trình này giống như là một buổi chiều chúng ta cùng đi tập thể dục, và hoặc là mình cùng đi đi lễ nhà thờ vậy đó, cũng cùng ngắm phố phường, những hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay, để khi mà chúng ta có dịp về Sài Gòn thì mình cũng thấy được và cập nhật được trước khi mình về. Nếu mà chưa có dịp về thì ngày hôm nay em sẽ mang những hình ảnh của Sài Gòn đến gần các anh chị và các bạn hơn, thông qua một cái màn ảnh nhỏ. Đây có một cái khách sạn Tân Thành Công, có massage đồ luôn nè, rất là lớn. Kế bên có những con hẻm nhỏ nhỏ đi thông vô bên trong, ra đường Nguyễn Trãi luôn.
hướng bên kia đó là đường Nguyễn Trãi, giao lộ Nguyễn Trãi và Trần Bình Trọng. Và nơi đây là đối diện của nhà thờ chợ quán. Ở đây có rất là nhiều quán cà phê. Cà phê cốc. Và trước mặt chúng ta đó là một cái nhà thờ chợ quán, một nhà thờ rất là lâu năm ở đây, nhà thờ mang kiến trúc rất là xưa. Và bên trong nhà thờ là một ngôi trường, trường tiểu học Trần Bình Trọng, cũng là trường Chí Thiện năm xưa. Và hôm nay chúng ta cùng đi dạo một vòng vô trường ha, để mình nhìn ngắm lại những cái khung cảnh ngày xưa khi mình còn đi học ở đây. Và thông qua cái video này, hy vọng cô chú anh chị cùng comment, và biết đâu trong những comment đó mình lại gặp những người quen, những người bạn mà ngày xưa cùng chúng ta cùng học ở đây. Và trường ngày nay có 1, 2, 3 lầu, rất là mát trong cái khuôn viên trường này. Có lẽ trường ngày xưa bây giờ đã xây mới lại rồi, nên thành ra có thể là nó sẽ rất là khác so với ngày xưa. Và phía sau đây đó là nhà sách Đức Mẹ Giáo xứ chợ quán. Là nhà sách ngày nay chắc cũng xây sau này quá, tạm nhìn thấy cũng mới. Và mình nhìn thấy bên trái đó là nhà thờ chợ quán. Và trường tiểu học thì có hai khu, mình đi lúc nãy là khu A và khu B nằm bên kia. Nhà thờ buổi trưa thì đóng cửa rồi. Cùng ngắm lại khung cảnh nhà thờ nhé. Và xin cầu nguyện cho tất cả cô chú anh chị. Cầu cho hồng ân của Thiên Chúa ban đến tất cả những cô chú anh chị. Và khu B. Và khuôn viên trường rất là mát. Một số hình ảnh ở cung đường Trần Bình Trọng và những con hẻm thông với nhau, hẻm 70 rồi hẻm 86, gửi bà con cô bác. Và chúng ta cùng nhìn lại ngôi trường Chí Thiện. Và ngày nay cũng là đường Trần Bình Trọng, gửi bà con cô bác chúng ta cùng xem nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Mình cùng nhìn lại một vòng. Xung quanh hai bên nhà thờ có con đường đi ra cái hẻm 227 Nguyễn Biểu.